Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của iWorkGaming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là up một tí lực chiến anh em ạ. Hôm qua nay cũng chưa có ra clip cho mọi người đúng không? Tại vì bây giờ đi vào game cũng không còn gì làm mọi người ạ. Bây giờ cuối mùa thật sự là không có gì để mà chúng ta có thể làm được. Thì để xem nào. Bây giờ chắc là tôi sẽ đi quay một ít cái này đi ha anh em ha. Đi quay một ít cái phần chiêu thức hẹn giờ này. Hiện tại tôi sẽ có những cái này đúng không? Cái này thì hiện tại đang không có đủ rồi. Chắc là để sau. Nhưng mà tôi sẽ quay chiêu thức hẹn giờ xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi tới cái phần vòng quay thủ cốt ấy hợp lý ngay để mình up một tí tiên phong lên nữa anh em ạ, để xem là 300 cái phần vé chiêu thức này là mình có đủ làm cái gì hay không. Đây trời, thôi lên nào, chiêu thức đỏ rồi hết rồi. À, hiện tại là một cái đội hình của mình cũng ngon ngon ngon, có một cái phần công thủ rồi. Hiện tại là cái đội hình của mình nó cũng đang khá là thiếu những cái chiêu thức đỏ nhiều anh em ạ, nên là thôi cứ hấp thôi, hấp vội luôn ấy chứ. Quay 300 lần rồi đúng không? Thì mình cứ quay hết 20 lần đi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau quay tiếp. Thế là xong rồi. Đấy, được một cái cam nữa. Nhưng mà tôi cần cái đỏ nữa được không nhỉ? Còn 6 lần nè. Lên nào. Trời ơi, không có đỏ rồi. Đỏ đâu, đỏ đâu. Vẫn chưa có à? À, lì thế nhỉ? Rồi, xong rồi. Lần cuối cùng nè. Em... ấy ngon ngay, được một cái chân trái một cái chân phải nè, mà công cái công thủ và một cái công mắc B thì đi tức một tí xíu cái phần là này thử xem. Đây rồi, chúng ta sẽ có một cái công nè, công thủ nè cũng được, công mắc B cũng được, khá là ngon. Cứ lắp đi tí nữa mình sẽ nâng ha. Ok, qua đây thì full đỏ rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm cái một cái con khác anh em. À, chân trái chân phải à, cái này cũng full mất rồi, cái này cũng full luôn rồi, cho thử xem chân trái chân phải đâu. À đây rồi, đây rồi, tôi có một cái chân phải nè. Ờ, cái này là chân trái chứ nhầm. Đây đây, chúng ta có một cái thay một cái này vô anh em, khá là tuyệt vời. À, để xem là có cái gì thay thế được hay không. Đây tôi nghĩ tôi sẽ thay mấy cái này vào anh em ạ, cho nó trông một tí đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có cái chân phải nè, chân phải bên đây thì đang dư rồi. Ok, để xem rồi. Bây giờ mấy cái phần này nó hiện tại nó cũng đang khá là dư nhưng mà. Nên là thôi, chắc là tôi sẽ dung luyện cái phần ấy, tôi sẽ dung luyện những cái này ha. Dung luyện bớt những cái này thì chúng ta có điểm để chúng ta nâng mấy cái khác lên. Đâu rồi. Dung luyện nè. Dung luyện. Phẩm cam cũng dung luyện nốt, thật ra là tím mình cũng không có dùng nha anh. Nên là tôi vẫn sẽ tháo ra. À, tôi nâng mấy cái lúc nãy mà tôi vừa thay vào cho anh em xem luôn. À, đâu rồi, đây. Đấy, một cái công thủ này cũng khá là ngon. 21k thì mình nâng chắc cũng được khá khá đấy. Đấy, ráng cho nó lên cái phần điểm 1.200 luôn anh em ạ. Rồi sau này tôi sẽ ráng tôi nâng bác môn mấy con này cho anh em xem luôn. Tôi sẽ ráng lên, bây giờ hiện tại là tôi đang ưu tiên cái con Zoro trước anh em ạ. Cứ phải cho Zoro lên lục môn trước cái đã, tại vì mê cái bộ skill của nó quá rồi. Mê thật anh em ạ, nhìn đẹp thật sự luôn, bây giờ không mê làm sao được. Hồi nãy tôi thay vô cái nào quên nữa nhỉ. Đâu rồi, Go 4 đúng không? Chung nè. Bây giờ mà vẫn còn xài tím cơ, cay thật. Rồi, lên. Level bao nhiêu? 40 rồi đúng không? Cũng ok rồi đấy, cũng có công có một tí HP nữa. 50 rồi nè, ok. Đó, tạm thời chúng ta sẽ có như vậy thôi. Thì chiêu thức của tôi hiện tại đang khá là cùi đấy. Chiêu thức với cả rune hiện tại của tôi đang rất là cùi luôn ấy. À, cái này thì hiện tại tôi đang lên được 93.000 điểm à. Thực ra là cũng không có nâng lên được bao nhiêu anh em ạ. Cái này hiện tại thì chắc phải sẽ nâng cho con này thôi. Đấy. Không. À, cái này hiện tại đây là công nè. Tôi sẽ nâng cho nó cái công thủ đi. Để tăng được một ít lực chiến nữa anh em ạ. Cái này thì là máu à. Nhưng mà cái con sân Cuba Vét của tôi nó trâu quá rồi. Nên là chắc là tôi sẽ cho một ít cái phần con sân con Go 4 này. Go 4 này hiện tại thì tôi cũng đang cho nó full những cái ô này rồi anh em. Cái này thủ HP nó cũng không có cần lắm. Đấy, cho nên là chắc là tôi sẽ up cho cái con này luôn. Rồi, chắc không đủ level 100 đâu, 96 thôi. Cũng lên được một ít lực chiến anh em, chỉ 108k. Thì lên được một tí xíu lực chiến thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta đi mở mấy cái này thôi. Đấy, mở lên. Xem là có thay thế cho được cái nào nữa hay không nào. Rồi đi vào cái con này nè anh. Hiện tại là tôi đang cái con Go 4 của tôi nãy đâu, hồi ta có một cái tôi xài tím, đó chính là cái tay này tôi đang không có cái cây chứ. Thì tôi đang có cái công thủ nó không có được. À, cái thủ HP chứ không được một cái công anh em. Ê, cay thực sự chứ. Thôi, tạm thời mình cứ để đi, sau này mình có mình sẽ thay vô sau anh em mà kiếm mấy cái ấy đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vây vòng quay nè.
À, để xem là có cái sự kiện như tiêu đúng không? Để tôi xem. Đâu rồi? Và tiêu phí đâu rồi? Chúng ta sẽ có đó chính là 24k đây mà. Thì bây giờ chắc là mình sẽ vào luôn, mình sẽ vào mình quay cái phần rương 24k luôn anh em ạ. Để chúng ta có thêm một được ít một lượng tiên phong ha. Bấm vào. Biết đâu chúng ta nổ hũ rồi chúng ta còn thêm được một một cái hộp vũ khí nữa thì sao? Để càng ngày càng mạnh hơn lên. Đây rồi. Hay trời. Kiếm mấy cái mạnh bằng năng 15 để sau này chúng ta up mấy cái con kia luôn anh em ạ. Lên nào. Ui trời. Rồi một có 160 đá rồng thôi chứ. Bây giờ tôi cần tiên phong thôi, nếu như mà nó không ra mấy khác thì miễn sao là nó ra tiên phong cho tôi nhiều là được anh em ạ. Ra nhiều những cái hộp này là được. Đó, chẳng hạn như cái này nè anh em. Đó, cứ ra 10 hoặc là 15 cái hộp thuốc là ok. Tại vì quay cái này mỗi lần nó cũng sẽ hoàn lại cho anh em đâu đó khoảng 200 cho tới trung bình là 200 đi anh em, trung bình là 200 này đúng không? Đấy, anh em có thể thấy là trung bình là chúng ta sẽ hoàn lại được 200. Nên là chúng ta chỉ tốn 800 một lần thôi. Hôm nay là tôi tính đâu là sẽ tôi quay đâu đó khoảng một ít anh em ạ. Một ít thì đâu đó chắc tôi sẽ quay đâu đó khoảng bao nhiêu lần nhỉ? Khoảng đâu đó 10 17 18 lần gì đi. Xong rồi ngày mai ngày mốt cái ngày cuối cùng chúng sẽ quay thêm. Đấy, hôm nay thì tôi góp vô cái quỹ thôi để cho mấy ông kia cũng quay. Thì ông nào mà ấy thì ông vào thì cái hũ này nó lại nhiều một tí và ngày cuối chúng ta lại quay thêm. Đấy, đợt này thì chúng ta có 15 cái phần thuốc cường hóa nè anh em. Nói chung là những cái phù hợp đó nó cho anh em một cái lượng tiên phong rất là cao. Nên là anh em nào mà có dư cái điều kiện, anh em có thể vào cái vòng quay này chúng ta kiếm cái phần tiên phong là đẹp. Quay nào. Thì cái sự kiện của tôi còn lại 2 ngày anh em ạ. Không biết là có anh em nào chơi không để cái hũ này nó cao cao một tí chứ. Bây giờ hiện tại là nó không có nữa. Nó chỉ có 17.000 mà tôi quay vô thêm á. Lên nào. Trời ơi, mém nữa là quay qua ô này luôn rồi. Đó, quay chơi chơi thôi chứ cái này hiện tại nó cho sử dụng mạnh vạn năng rồi anh em ạ. Nên là tôi cũng lên cho nó 3-4 sao luôn rồi chứ. Nên là cứ quay thôi, tôi quay quay trong cái này tôi chủ yếu kiếm cái những cái tiên phong cho team của mình thôi anh em ạ. Rồi ơi. Nói chung là cũng có thêm được một tí mảnh của con rô. Để sau này chúng ta lên sao lên môn cho nó sớm. Rồi, tôi quay bao nhiêu lần rồi? 12 lần rồi à? Chắc là quay 17 lần đi anh em. Xong rồi hôm sau chúng ta cùng nhau quay tiếp mười mấy lần nữa. Húp. Được 10 cái hộp. Rồi để xem một tí chúng ta tổng kết lại là chúng ta sẽ tốn bao nhiêu. Hồi nãy tôi quên nhìn là tôi có bao nhiêu nhỉ? Đây có được một mảnh vạn năng 15 này cũng thơm. Nói chung là có mảnh vạn năng 15, có cái rương tiên phong là ngon rồi, anh em không có cần phải đòi hỏi gì nhiều cả. Đấy, được 3 hộp. 15 lần rồi, 2 lần nữa thôi, rồi chúng ta sẽ dừng lại ha. Rồi ngày cuối chúng ta sẽ quay thêm. Húp nè. Ôi dồi, hai mảnh ngon. Đợt này vượt vừa rồi mình được 250 đá. Rồi mình được thêm 2 mảnh, hồi nãy giờ mình cũng quay đâu đó khoảng 14, 15 thôi. Đấy, được 15 cái rương nè, ngon thơm liền. Rồi, đi nhận với cái này thôi anh em ạ. 17 lần nè. Hấp liền rồi để xem là mình tiêu phí được bao nhiêu rồi anh em ạ. Đó, mình sẽ cũng có được một cái mớ gọi là vật phẩm để chúng ta chỉ ấy cái này anh em. Dưới này chúng ta sẽ có hoàn trả tiêu phí nữa, xem là có đủ full móc chưa. Đấy, full rồi anh em ạ, lấm nhỉ, thơm liền. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi mở cái đường này xem. Đây anh em thấy không, chúng ta đổi lên mười mấy cái đá rồng chúng ta được 165 cái đường này anh em ạ, rồi thêm một đống này nữa. Rất là ngon luôn nha. Đây mở ra đi up tiên phong cho anh em xem luôn. Tiên phong là một cái cực kỳ quan trọng trong cái game này, cho nên là nếu mà anh em nào mà kéo được cái phần tiên phong của mình lên phải gọi là ngon lắm luôn á. Cái này chúng ta sẽ được cái phần điểm tiên phú nè. Đấy, chi viện. Hiện tại thì tôi đang không có dư mấy khác nữa anh em ạ. Nên là thôi cứ mở cái tiên phong này ra rồi tôi đi up cho anh em xem thôi. Rồi, vô phần tiềm năng. Tiên phú hiện tại đây là cái bảng mà tôi đang nâng nè anh em. Bây giờ tôi đang nâng cho nó lên thôi. Cái này lên một nấc nữa là mở cái khóa cái mới nè. Đó, khi mà anh em lên level 7 thì nó cứ mở mở những cái mới. Rồi tôi cố gắng là tôi sẽ đi up những cái dưới này luôn anh em. Tại vì mở cái dưới này như thế là được cộng ở trong chiến trường liên server đây mà. Cho nên rất là ngon. Chiến binh ngọc rồng nè. Vào để vô. Up lên. Đấy. Khi nào mà mấy cái con chính của tôi nó mát rồi tôi sẽ qua những cái con khác. Vô 4 nè anh em. Được 24 cái thôi cũng khá là ít. Rồi. Xong rồi Cooper Fett. Tôi có nên nâng cho mấy con này nó đều ra không ta? Tại vì hiện tại con xong Cooper Fett của tôi nó đang là 61 đúng không? Để nâng cho nó hết cái này đi nè mà. Tại vì con xong Cooper Fett hiện tại là nó đang giành hết thức ăn của con future của Han rồi. Để cho nó lên 70 đi.
Đó, rồi còn bao nhiêu chúng ta sẽ cho feature của Han với lại con Scroll thử xem sao. Đây cho Roll thử. Tại vì sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau chơi Roll nữa anh em, cho nên là nó có ít tiền phong cũng được. Đó, tăng lên. Ok rồi. Rồi bây giờ còn lại chúng ta sẽ dồn cho feature của Han anh em ạ. Tại vì sau này chúng cái con feature của Han này nó đi solo khá là nhiều anh em. Nên là tôi sẽ cho nó luôn. Còn tôi qua thì hiện tại không có ai dành thức ăn hết, cho nên là anh em có thể thấy là nó lên tới tình cả hoàn hảo và lên tới level 88 luôn rồi. Kinh thật. Đây, cái này lên chắc tôi cho thử cho lời 90 đi. Xong rồi tôi nâng cho con này. Đó. Ok. Tại vì mai mốt solo của con ve tím này nó cũng cực kỳ cao đi mà. Nên là tôi cũng khá cần để đi solo đấy. Rồi, nâng cái này lên. Và sinh ra tử rồi. Rồi, nâng cái con này qua đi mà. Mấy cái con phụ thì hiện tại cái tiên phong của tôi cũng rất là cao rồi. Nên là hôm nay sẵn tiện tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách up tiên phong luôn. Đấy, em những cái mà ngoài sau khi em nâng 6 con chính xong đúng không? Anh em sẽ thấy rằng là mình sẽ còn những cái con phụ nữa. 6 con phụ tiếp theo sẽ là 6 con mà anh em nên nâng, chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nâng cho con Vegito này anh em, tại vì sao? Tại vì nó đi solo được. Đó, nên là tôi sẽ nâng tiếp cho nó lên level 30 đi. Xong rồi tôi sẽ cho con Goblin này anh em. Tại vì sau này con Goblin này á, anh em có thể đổi mạnh nó trong cái phần đấu trường liên server nè. Rồi sau này chúng ta lên môn lên sao và chơi của nó vẫn rất là ok nha. Đó, bây giờ nâng trước thôi. Rồi, qua con sói này. Cái thức ăn ở cái bò tái kiểu pháp này nè, anh em sẽ bị trùng khá là nhiều ở trên đây chỗ con hit nè. Đó, bò tái kiểu pháp. Qua đây chúng ta lại có thêm bò tái kiểu pháp nữa. Đó, bây giờ chúng ta cứ nâng thôi. Bây giờ cái chỗ này thì đang hơi ít nè, nâng lên. Đó, lên 40 rồi nó sẽ mở khóa được thêm 10. 10 cái điểm tiên phong. Khá là ngon. Lên. Anh em nào mà muốn nâng tiết kiệm nữa thì anh em có thể nâng như thế này nè anh em. Đó, anh em cứ nâng lên vào lên lên phẩm rồi đúng không? Anh em sẽ nâng từ từ lên. Cái này lên cho 10 luôn đi cho nó đẹp. Rồi, ok. Mấy cái này thân mật gần gũi hết rồi anh em ạ. Xem có cái nào không. Mấy cái này level hơi cao vậy tôi sẽ quay trở lại tôi nâng tiếp cho cái này anh em ạ. Đó, như vậy là chúng ta sẽ tối ưu được cái phần tiên phong luôn. Lên. Ấy. Thơm ngay. Thân mật gần gũi nè. Cái này là đều level, tôi đang nâng đều level hết luôn à. Cho mỗi mỗi con một cái mớ thức ăn đi. 40 nè, 38 là 9 cho lên 40 cho nó đều luôn. Đó. Nâng lên để xem. À, hồi nãy tôi quên cho mấy ông xem là tôi lên được bao nhiêu tiên phong rồi. Hình như tôi nhớ không lầm là tôi sẽ được 32.000 anh em ạ. 32.000 bao nhiêu ấy, tôi làm tròn cho 32.100 đi. Thì hiện tại mình đang lên được 185 điểm tiên phong rồi, cũng rất là nhanh mà đúng không? Cố gắng nâng thêm anh em. Nâng cho mấy cái tiên phong này cao một tí là sau này chúng ta đi BK cho nó dễ. Lên luôn. Rồi, đây là thân mật gần gũi nè. Tâm đầu ý hợp sẽ xong nó sẽ lên thân mật gần gũi nha anh em, cho nên là anh em nhớ anh em khi mà anh em nâng anh em nhớ là nó sẽ lên cái phẩm nào rồi để chúng ta nâng cho nó dễ lên nào. Cái này là honeymoon này, thân mật gần gũi nè, chắc tôi sẽ lên cái này trước. Canh hải sản không biết là có trùng của ai không nhỉ, để tôi đi một vòng nữa xem. Pizza nè, thân mật gần gũi hết anh em ạ. Cái này bên 36 nâng lên lên 45 đi. Đó, đây sẽ là 40 lên 45 luôn. Này 43 cho lên 45 luôn. Rồi, chúng ta sẽ dồn cho con Gumazin đi. Đấy, level 50 ngay. Rồi, cho lên luôn. Này Ariel à, Ariel lên Honeyman rồi. Này 46, 32 nè. Cho lên. Đấy, em có thể nâng đều lên cũng được, tức là chúng ta sẽ có những cái mục mà nói chung là ba cái con mà trong một cái nhóm chúng ta không chơi thì nên cứ nâng đều lên để chúng ta tiết kiệm cũng như là tối ưu cái phần thể lực luôn anh em. Mà 46 đều rồi nè anh em, lên 50 đi chứ nhờ. Đấy, còn lại qua đây đẹp rồi, này level 10 nè. Đấy, cho lên luôn. Thì cái phần mà đá rồng anh em nào mà có điều kiện anh em cứ thể vào vòng quay, nó sẽ cho anh em một lượng cực kỳ lớn tiên phong luôn, cho nên là anh em không có phải lo là bị hụt tiên phong. Quan trọng là chúng ta có tiết kiệm được cái phần đá rồng để chúng ta lên được hay không thôi anh em. Honeymoon cái này nó sẽ là thân mật gần gũi nè, này 45 như nhau hết anh em, 45 với 50 như nhau, nó đều cộng là 150 cả, nên là cứ lên thôi. Honeymoon đấy, cho nó đều đều nhau tí là anh em sẽ lên được một cái phần lượng tiên phong khá là cao luôn ấy. 14 này, 25 này. À, ok. Thật ra là cái phần mà mình nâng tiên phong này mình đã hướng dẫn cho anh em khá là nhiều rồi đúng không? Mà không biết là em đã đành đỡ hết chưa? Có cái nào có anh em là còn thắc mắc về những cái lượng tiên phong này nữa hay không?
Đó, lên 60 đi. Rồi, ta dồn hết cho con này luôn, để mai mốt nữa ta lên phẩm của nó đi. Ok. Đây, tâm đầu ý hợp nè. Năng lung. Lên nào. Đó. Đấy, lên được 32.400 thì cũng rất là nhanh mà đúng không anh em? Nên là anh em nào mà có điều kiện là có thể nâng cái phần này lên cũng rất là ok luôn đấy. 50 nè. Đấy, 55 ngon ngay. Rồi, tôi sẽ cố gắng tôi nâng cái này lên để cho nó lên được có phẩm cao hơn để chúng ta được cộng thêm 10 điểm tiên phong nữa. Bạn bè tốt à. Đây, nâng lên cho bạn bè tốt nào. Thì hồi trước tôi dồn full cho con cua đen dành ra mấy cái con này phẩm nó hơi hơi thấp. Này, thân mật gần gũi nè. Này, level 1 nè, nâng ngay chứ. Level 1 là lên được một mớ tiên phong luôn đấy. Chính nè. Rồi, qua đây. Hết rồi. Thân mật gần gũi nè, tiên phong. Tiên phong của cái chỗ này tôi nghĩ là lên khá là cao, tại vì mấy cái con này là anh em à, thân mật gần gũi này level 70 đúng rồi, chắc là tôi sẽ nâng cái này thôi. Thì cái này nó lên sẽ khá là cao, tại vì có những cái mà con tôi nâng thấp lắm anh em ạ, xong rồi bây giờ mới bắt đầu nâng lên thì nó khá vô tình nó lại được nhiều điểm đấy. Chẳng hạn như bây giờ cái này level 0 nè, tôi nâng lên tầm khoảng level 10 tôi đổ con khác đó, thế là anh em lại có một mớ tiên phong nữa. Đây, qua đây luôn à, thân mật gần gũi hay 19 à, cho lên này chắc lên được cao ấy đấy, 40 luôn mà. Thì hiện tại tôi đang lên được đâu đó khoảng 390 đi, 390 tiên phong cũng rất là cao đúng không, mình bỏ mười mấy k mà lên 390 tiên phong là cũng khá là nhanh rồi ấy. Đấy, quan trọng là tôi cũng đang bị hụt hai con tướng anh em, hụt con Evil Ba Đốc nè, sắp tới nó ra vé là cũng ok, theo đó là chúng ta sẽ có thêm con Moro tôi bị hụt nữa, thấy được đây. Cho anh em xem bây giờ tôi đang hụt cái con Moro này, cậy chưa ấy chứ. Muốn khóc thét luôn ấy. Ok, sự kiện nè. Sự kiện là mình đổi rồi đúng không? Bây giờ chúng ngày mai là ngày mai thứ hai rồi, tôi sẽ sẵn không thể lực cho anh em xem. Rồi sao cũng tích sẵn cho anh em rồi. Hôm qua anh em nào mà xem live của tôi thấy tôi chơi một pha ngon ngốc luôn anh em. Bấm gọi là quét ải nhanh một cái bay 3.000 luôn. Vào phần cái phần tập hóa, mua hết rồi, nãy tôi mới mua hết rồi. Bây giờ up cái gì nữa ta? Đây rồi, chúng ta sẽ vào cái phần huy hiệu linh hồn để xem cho một tí tổng kết chúng ta lên được tổng bao nhiêu cái phần lực chiến anh em. Tăng cấp nè. Đây, tôi phải nâng cái con này nè, con này nó sẽ đáng nâng hơn. Đó. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ lên được 1.810.000 lực chiến anh em ạ. Hồi nãy mình không nhớ là của mình bao nhiêu, hình như là được 4-5k lực chiến gì đấy. Bây giờ lên được cũng được 6-7k thôi. Bây giờ lên đây thì lên lực chiến cũng khá là chậm anh em, tại vì cũng ít cái việc để làm, với lại hầu như là khi mà tôi nâng anh em, khi mà tôi nâng lực chiến tôi sẽ nâng vào những cái này, nó sẽ là tỷ lệ khi mà anh em được cộng vào cái phần đấu trường hoặc là em DBK nó sẽ cộng vào chứ nó không có cộng thẳng vào chỉ số, cho nên là cái phần lực chiến của tôi á anh sẽ không thấy là nó không có được cao, tức là mình cứ nâng thôi, cứ nâng mà cái này lên nó chỉ số sau này nó vào cái phần đấu trường nó cộng thì nó sẽ có lợi hơn khi mà anh em nâng những cái khác đó. Này là 96 thì thiếu một ít thôi. Ok. Rồi, chúng tôi sẽ đi BK một vài trận thử cái đấu trường đỉnh cao này cho anh em xem. Tại vì hôm nay cũng là còn 9 tiếng nữa là nó kết thúc rồi anh em. Thì đi xếp cái đội hình lại thử xem nào. Pro này, Devil lên trước này. Rồi, tôi nghĩ là ok rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ gặp anh Ketamin anh em. Đây. Đây, trận đấu đầu tiên chắc là tôi sẽ bỏ qua. Tại vì trận đầu tiên đó là tôi không có ấy, tôi không có nâng mấy con kia cho nên là sẽ không hấp dẫn anh em ạ. Đánh những trận sau chúng ta sẽ đánh với những cái con nâng với nhau. Đó, gặp Ketamin nè, Broly nè. Đấy, anh em có thể thấy là khi mà Broly đánh đầu nó sẽ gây miễn giảm sát thương, miễn giảm cái phần miễn sát thương nha anh em, cho nên là khi mà anh em chơi Broly á, anh em xếp nó cao, xếp trước những cái con công của mình để nó làm giảm cái phần miễn sát thương xuống, và những cái con công của mình nó xả đam thì nó ok hơn. Đây sẽ là Devil. Hút máu lại nè. Không có bị choáng anh em, nên là chúng ta vẫn có thể thắng trong cái round đấu này rồi. Xong cơ hết sẽ được ra trận rồi. Tôi khá là khó chịu ở cái skill của cái con xong cơ phép anh em, tức là nó rút nộ liên tục luôn anh em ạ. Nên là cực kỳ khó chịu nha. Cả con cô 4 nữa, khi mà sử dụng kill tất sát nó sẽ rút nộ của mình đi đó, mình vừa bị đánh mà lại vừa không sử dụng kill tất sát được,
cay lắm luôn á chứ. Rồi, kết liễu nào. Hút máu lại nào. Đấy. Rồi, đó đấu này chúng ta sẽ thắng em. Quan trọng ở cái lượt 3 là ai sẽ thắng đây. Son Goku Buffett sẽ đánh với lại Devil. Tiến phong của chúng ta vẫn hơn được một tí xíu anh em. Đây, chúng ta đã kết liễu được Devil ở cái round đầu tiên rồi. Cái mạng của Son Goku Perfect đã được lấy rồi. Nhưng mà chúng ta có sử dụng được cái luật môn hay không? Đây, câu trả lời là có và lấy đi cái mạng của Vegito thành công rồi anh em. Đánh thường đến từ vị trí của Future Gohan. Có làm choáng hay không đây? Không làm choáng rồi. Và chúng ta sẽ bị câm lặng lại hai hiệp mất. Towa sẽ được ra trận rồi. Towa cũng sẽ rút được một tí máu của Future Gohan cho nên là cũng khá là ok nữa mà. Lại bị câm lặng hai hiệp rồi. Rồi, sống dậy và rút thêm được một tí máu của phiên chờ của Han là được. Sau đó phiên chờ của Han của chúng ta sẽ bắt đầu được ra trận. Đánh là rất đau đến từ vị trí của phiên chờ của Han. Và đây sẽ là phiên chờ của Han của chúng ta. Một trận đấu giữa hai phiên chờ của Han. Gây câm lặng lại được thành công con phiên chờ của Han của tên bạn rồi. Trưởng lần thứ hai đến từ vị trí của phiên chờ của Gohan mình. Có bị câm lặng hay không đây? Câu trả lời là có. Đánh là rất đau và rất nhiều sát thương đến từ vị trí của phiên chờ của Gohan của anh Ketamin. Đây sẽ là cái kiểu tất sát của tụi mình đây. Giọng xuống nào. Anh em có thể thấy là có một cái cục đỏ ngay đây nữa. Đấy, trưởng lần thứ nhất và rồng lên trưởng lần thứ hai. Anh có để ý là khi mình sử dụng cái trưởng lần thứ hai nó sẽ có một cái cục kỳ nó dội vào thêm nữa, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. À. Đi vào trận tiếp theo nào. Chúng ta lại gặp Mr. Bean rồi anh em ạ. Mr. Bean hiện tại đang rất là mạnh luôn, cho nên là khả năng mà chúng ta win thực sự cũng rất là khó. Hay trận đầu tiên nó không có hấp dẫn nên là tôi sẽ bỏ qua. Rồi, từ trận thứ hai trở đi là anh có thể thấy nè. Có game mê hoặc được hay không đây? Không game hoạt được rồi và tôi nghĩ là tôi sẽ bị mất cái con Devil trong cái round đầu tiên này rồi. Tại vì con Son Goku Perfect của anh Bin là cực kỳ mạnh anh em ạ. Như vậy là trận đấu này khả năng cao là chúng ta sẽ thua mất. Không bị giảm nộ đến từ vị trí của Son Goku Perfect anh em ạ. Đánh là rất đau đến từ vị trí của con Bardock. Thành công lấy đi cái được cái mạng hồi sinh của phương trường con Son Goku Perfect rồi. Nhưng mà trong cái round đấu này sự là chúng ta sẽ thua mất. Tại vì hiện tại tên bạn vẫn còn Whis và con Gobo. Không bị giảm nộ. Cay thật. Đây sẽ là một trận đấu thua của chúng ta rồi. Và Goku 4 chúng ta sẽ ra trận. Lấy được cái mạng còn lại của Son Goku Perfect. Nhưng mà chúng ta không thể nào gọi là cân ba được. Tại vì tên bạn vẫn còn một con Goku 4 ở hàng chờ nữa. Kiêu lục môn của Whis đây rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được cái kiêu lục môn của Whis. Và cái lượng đang gây ra là cực kỳ lớn. Và đây sẽ là một pha mà Whis cân luôn cả Go 4 anh em ạ. Đánh là không vào đam đến từ vị trí của Go 4 tay mình anh em. Có làm choáng hay không đây? Choáng mất tiêu rồi. Lại có thêm kiêu tức sát nữa nhưng mà lần này chúng ta không bị choáng. Liệu rằng chúng ta có thể lấy được cái mạng của Whis hay không đây? Trận đấu này có vẻ là khá là căng thẳng giữa hai anh. Đây sẽ là cái hiệp đấu thứ 7.
của cái trận đấu này rồi. Đánh là rất lâu đến từ vị trí của G4 và Quýt. Không chí mạng rồi. Có làm choáng hay không đây? Câu trả lời là có và sử dụng được cho mình cái kiêu tất sát. Lại sử dụng kiêu tất sát nữa đây mà và làm choáng thành công. Như vậy là G4 có khả năng là thua Quýt rất cao nha anh em nếu như mà Quýt được sử dụng những cái kiêu của mình. Nhưng mà đây là cái mạng của Quýt đã được nằm xuống rồi. Và cái mạng của G4 tay mình cũng sẽ được nằm xuống bằng một cái kiêu tất sát lục môn cực kỳ đẹp. Và tôi thích cái chết này nha mà. Chết trong cái đẹp. Ok, đây sẽ là trận đấu thứ 3. Xong rồi Perfect sẽ đánh với Broly. Đây rồi. À, nếu như mà gặp anh Bin thì tôi nghĩ tôi sẽ đem cái đội hình của thứ 3 lên đánh đội hình 2 của anh Bin. Sau đó đem đội hình 2 của mình và đem xuống cái trận thứ 3 là sẽ đẹp hơn một tí đây mà. Samuka Perfect hiện tại đã đánh được hai con tướng tên bạn rồi nhưng mà trận đấu này sẽ mang cho chúng ta một cái chiến thắng, một cái trận thua đây mà. Chiến thắng ở trận đấu thứ 3 nhưng mà thua cả trận anh em. Không có kiêu lục môn nào được tung ra trong cái trận đấu này cả. Thật là đáng tiếc anh em ạ. Ok, vậy thì hôm nay cái video clip của mình nghĩ là sẽ có bao nhiêu đó thôi. Còn khi nào cái vòng quay này nó sẽ vào ngày cuối hoặc là ngày mai, ngày mốt anh em. Tôi sẽ bắt đầu là tôi quay những cái còn lại cho anh em xem. Và xem là chúng ta, những cái lượt còn lại chúng ta có được nổ hũ hay không. Và chúng ta sẽ lấy thêm được những cái mảnh bản năng 15 này nữa cũng rất là ngon. Kèm theo đó là những cái chìa khóa này nọ nữa anh em ạ. Tuyệt vời mà đúng không? Ok, vậy đi. Hy vọng là anh em sẽ cho mình một like cũng như là một subscribe đó, để mình có những cái động lực phát triển kênh cũng như là những cái video hấp dẫn hơn cho anh em xem nữa. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi cái video của mình. Và chúc anh em một ngày may mắn.